Xin hãy cứu con tôi, bọn chúng đòi 2 tỷ. Nạn nhân tên Trường, 18 tuổi, mất tích 3 ngày rồi. Qua tìm hiểu, đã một tuần Trường không đi học, thường xuyên lui tới các quán cà phê để xem đá bóng. Đây là phòng con tôi. Laptop và các đồ có giá trị đều biến mất. Quần áo bị mất một góc như có sự chuẩn bị từ trước. Ôi quá. Ảnh của nạn nhân. Vụ này khoai quá sếp nhở. Có lẽ nào. Truy tìm đằng xấu. Đứng lại. Nó cụt rồi. Tôi đang sang năm trường. Nói thêm nữa tôi 2 tỷ. Thì ra là thế. Đây là một vụ bắt cóc giả. Yên tâm, bà già ta sẽ mang tiền đến. Thế à? Học không lo học, lại còn báo nhà. Lừa dối gia đình, đúng là nghịch tử. Mà sếp. Mẹ tôi. Bắt hiếu nè.